Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel mình. Ở video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái kèo để kiếm cái đồng Ron TRX kìa, cực kỳ là hay nhé. Nhưng mà trước khi bước vào video ấy, mình đề nghị các bạn là lên xem hết video để các bạn làm nhé. Còn các bạn mà không xem hết các bạn làm thì không được, là do các bạn đấy. Thì mình phải nghiên cứu một chút thì xong rồi mình làm. Thì cái video này mình cũng sẽ làm ngắn gọn nhất để cho các bạn theo dõi cho nó dễ nhé. Thì đây là một cái kèo để kiếm cái đồng TRX. Trước tiên thì mình sẽ nói qua nó. Thì cái kèo này ấy, tức là mình sẽ đăng ký bằng số điện thoại của mình nhé. Đăng ký bằng số điện thoại thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy link cũng như là các bạn đăng ký. Thì bây giờ mình nói về con app đã. Hiện tại con app này mình đăng ký xong thì được 200 TRX và mức của mình nó thưởng lên là 212 TRX nhé. Đó, loại con app này theo mình ghi nhận thì nó bây giờ, hiện tại bây giờ thì nó đang là chơi được khá ngon, còn về sau mình không biết nhé. Mình nhắc lại các bạn là về sau thì mình không biết, còn hiện tại thì chơi được khá ngon nhé, vì mình cũng không phải đầu tư gì nhé. Thì các bạn phải để ý video mình nói này, đây là cái giao diện khi mình đăng nhập vào rồi nhé, và đây là cái mức tiền mình đã rút ra rồi nhé. Đó là mình rút đây, mỗi một ngày nó cho mình 24 giờ mình rút được 0,15 TRX nhé, là mỗi 24 giờ nhé. Thì đây là do cái cấp bậc của mình nó chỉ được rút thế thôi, thì tí mình sẽ nói thêm. Đây mình đã rút về đây nhé, và mình cho luôn các bạn xem là cái ví VNDC của mình. Thì cái này đây của mình đang nằm 0,15 nhé. Thì cái này nó không bắt buộc các bạn phải rút về ví nào đâu, miễn là các bạn có địa chỉ TRX của cái ví nào thì các bạn dán vào các bạn rút nhé. Khi rút tiền thì các bạn chỉ việc dán cái địa chỉ ví TRX của đây và cái mật khẩu đăng nhập cái con web này các bạn dán đây, rồi kích vào nút chuyển khoản. Là chỉ một lúc là nó đưa luôn cái số tiền mình rút về ví của mình nhé. Cũng khá là nhanh, không lâu. Rồi thì đây là giao diện chính của nó. Thì các bạn phải rút được cái số tiền này ra đấy. Thì các bạn phải trước tiên là các bạn phải kích hoạt tài khoản. Khi mình đăng ký thì cho mình 200 TRX để mình khai thác đám mây đấy. Thì cái này nó khai thác trên nền tảng của đám mây. Thì mình sẽ kích hoạt tài khoản bằng cái mốc mà mình nạp vào ấy. Thì mình sẽ cho các bạn xem đây. Các bạn có thể đọc qua này đây, cách rút tiền từ tài khoản cơ bản của tài khoản khuyến mãi này. Tài khoản cơ bản này bao gồm tiền thưởng đăng ký là được 200 TRX của bạn, tự động bắt đầu khai thác đám mây 5% thu nhập hàng ngày. Giới thiệu bạn bè đăng ký bạn có thể nhận được tiền thưởng 3 cấp. Tức là cái này các bạn giới thiệu bạn bè hay hơn nhé. 15 TRX trên 10 TRX trên 5 TRX gửi bất... Đây các bạn đọc kỹ này nhé, một tí mình phân tích này. Gửi bất kỳ số lượng TRX nào để kích hoạt tài khoản cơ bản của bạn, tức là các bạn đăng ký xong con app này thì nó sẽ cho bạn là 200 TRX, nhưng mà cái số này để khai thác đám mây và nó lãi của mình là 5% này thì mình sẽ rút. Nhưng mà để mà rút được cái tiền đấy về thì bắt buộc các bạn phải kích hoạt tài khoản bằng gửi ở đây một cái số lượng TRX bất kỳ, kể cả 2 TRX được. Thì của mình đã gửi đây 3 TRX rồi nhá, để mình kích hoạt cái tài khoản này. Còn dưới này các bạn thể đọc thêm những thông tin và khuyến mãi như mình giới thiệu bạn bè nhé. Thì để giới thiệu bạn bè như nào thì các bạn sẽ vào mục chia sẻ này nhé. Còn chia sẻ này. Rồi các bạn, đây chính là cái link thì các bạn mời bạn bè, các bạn copy như này, gắn đây copy đó, copy đây nhé. Là xong. Còn và bây giờ các bạn vào phần tôi, các bạn sẽ nhìn thấy đó. Thì đây vào phần tôi mình đã, các bạn nhìn thấy mình gửi đây là 3 TRX nhé. Tài khoản của bạn đã được kích hoạt. Tài khoản có thể rút là 5%. Số tiền nạp vào mỗi ngày không giới hạn. Tài khoản khuyến mãi rút ấy. Tức là mình cũng không cần nạp đây, mình chỉ kích hoạt thì mình nạp là 3 TRX ở đây thôi. Các bạn nạp 2 TRX cũng được nhé, nhưng mình nạp 3 vào đây cho nó đẹp. Thì các bạn có thể đọc cái lợi nhuận, danh sách lợi nhuận này được nhé. Đây, thu nhập cơ bản mình bây giờ đang là 2,12,85 TRX. Và thu nhập thăng tiến thì sẽ nằm bên này nhé. Thì mình đây là cái mốc mình trừ này, mình vừa rút đây này. Còn ở đây là cái mức mà mình đăng ký xong nó thưởng cho mình là 200 TRX. Và cái hoa hồng nó thưởng thêm cho mình là 10 TRX. Và mình nạp đây 3 TRX và mình đã rút ra một lệnh là 0,15 TRX. Thì để rút được tiền thế này ấy, thì như của mình hiện tại thì cái gói của mình cơ bản là mình vừa đăng ký hiện tại nó sẽ cho mình rút mỗi một ngày, tức là 24 giờ. Thì mình được rút cái mức là 0,15 TRX nhé. Đây nó ghi rõ đây, rút tiền trong 24 giờ đó. Thì con này nó không phải là làm gì, nên là mình chỉ nói vậy là các bạn vào các bạn làm y hệt thế là được nhé. Thì cứ hàng ngày các bạn 24 giờ các bạn vào và các bạn
nhập mật khẩu đây rồi các bạn kích rút tiền này. Còn đây địa chỉ ví, mình dán nó ví nào cũng được nhé, nên các bạn không cần phải hỏi lại mình là lấy ví ở đâu được không, các bạn có ví nào có địa chỉ TRX thì các bạn dán đấy thôi nhé. Còn bây giờ mình sẽ để một đường link bên dưới phần và bình luận của video, thì các bạn sẽ vào cái đường link đấy, các bạn lấy link đăng ký tài khoản nhé. Giờ mình sẽ để một đường link thì các bạn, đây thì mình nói luôn, đây có con trước mình đang chơi bằng điện thoại mà các bạn không tải được mất phí do các bạn không kéo xuống tìm phiên bản bình thường. Các bạn chơi phiên bản Pro nó lấy phí, đúng rồi, các bạn kéo xuống các bạn tìm phiên bản bình thường nhé. Đây thì mình sẽ tích cái đây để mà xác minh cái hình ảnh hệ thống yêu cầu khi lấy đường link nhé. Các bạn ấn đây, click vào tiếp tục này. Ở đây các bạn vui lòng đợi hết 5m nó chạy ra rồi các bạn lấy link nhé. Rồi các bạn sẽ kích vào đây lấy link này. Ở cái giao diện này ấy, thì nó là giao diện đăng ký. Còn bên này mà sign in là các bạn sẽ đăng nhập. Thì đây là các bạn đã ghi số phone, trước là cái số điện thoại của các bạn đánh vào đây nhé. Dùng cái sim rác được chứ không cần phải sim chính đâu các bạn nhé. Mình đăng ký bằng cái sim rác thôi. Ở đây pass này, ở đây là đánh lại pass nhé. Các bạn xác minh lại pass lần nữa này. Thì xong rồi các bạn ấn vào sign up để đăng nhập. Và khi ấn vào sign up đăng nhập thì nó ra đúng luôn cái giao diện như của mình đang cho các bạn xem đấy nhé. Nó ra đúng luôn giao diện như vậy. Thì sẽ hiện cái bảng lên cho các bạn đọc, các bạn đóng lại. Đó thì ra luôn giao diện này nhé. Thì để mà gửi được tiền vào đây để mà kích hoạt tài khoản ấy, thì các bạn sẽ kích cho mình vào đây nhé. Kích vào tiền gửi này. Và các bạn sẽ sao chép cái số này nhé. Sao chép cái đường, không phải đường mà nó là địa chỉ ví TRX nhé. Các bạn sao chép này. Đó, sao chép thế. Như ở đây thì không biết là các bạn dùng ví nào. Như ở đây thì các bạn dùng cái ví chớt này nhé. Cái ví chớt này thì nó cho các bạn gửi cái min gửi rất là nhỏ, 2 TRX gửi được nhé. Còn các bạn mà gửi bằng PocketPay, PocketPay lấy min mà gửi ra phải 15 TRX nhé. Thì các bạn tùy các bạn lấy ví nào mà min rút, min gửi của nó nhỏ thì các bạn gửi thôi. Còn theo mình thì các bạn, nếu mà các bạn nào đang chơi cái ví chớt thì các bạn dùng luôn cái ví để các bạn gửi nhé. Thì min gửi vào nó khá là nhỏ. Và khi sau khi mà kích hoạt là tài khoản rồi thì các bạn cứ hết một ngày, 24 tiếng các bạn vào đây. Các bạn rút tiền chứ các bạn không làm gì nhé. Cứ 24 tiếng các bạn vào đây, các bạn vào chỗ rút tiền này thôi. Rút tiền, đó. Các bạn vào rút tiền rồi các bạn đánh cái mật khẩu, bạn rút tiền thôi. Cũng có nhiều bạn còn không biết cách gửi tiền nào thì mình cũng nói luôn là ví dụ như các bạn mà sao chép cái chỗ mà tiền gửi mà kích hoạt cái tài khoản này nhá. Đó, các bạn này, sao chép nhá. Sao chép địa chỉ ví của mình trong cái tài khoản này. Rồi bây giờ mình làm demo nhá. Ví dụ ví VNDC của mình nhá, mình cần gửi tiền đi nhá, thì mình sẽ kích vào cái đồng chớt này của mình nhá. Ở đây mình sẽ gửi on nhé, gửi on, mình kích vào gửi on này. Nó bảo mình giảm rủi ro thì kích hoạt vội hóa, rồi mình kích hoạt này. Xác minh luôn này. Xác minh. Rồi ok. Đó, mình đã kích hoạt cái ví này rồi. Bây giờ là mình sẽ nhập cái địa chỉ ví này. Ví dụ địa chỉ ví vừa cóp nhé. Đó, địa chỉ ví vừa có của cái kia nhá. Rồi đây là cái mạng lưới của mình là TRX nhá. Đây mình chuyển nhanh, không biết nó mất phí không, mình biết, mình tích đây mà. Chuyển thường chắc không mất phí, chuyển nhanh chắc mất. Mình ấn max này. Của mình thì ra nó là 0,15, mình ấn max thì ra thế. Sau khi mà đây nó yêu cầu này, số dư khả dụng 0,15, giao dịch tối đa là 2, là VIP 2 là 100 VNDC. Phí là không nhá, phí không đồng. Khi mà các bạn đủ rồi thì các bạn tích vào đây để mà gửi nhá. Mình không cho 15 thì nó không cho gửi đâu. Nên là mình, đấy là mình hướng dẫn cho các bạn biết cách gửi đây. Nhưng không phải là ví nào cũng vậy, các bạn vào ví nào các bạn gửi cũng là hình thức làm như vậy cho mình nhé. Thì con app này nó cũng chỉ vậy, có vậy thôi chứ không có gì đặc biệt, là ngoài việc mà cứ hết một ngày các bạn căn giờ đủ 24 tiếng thì các bạn vào các bạn rút tiền một lần. Và khi các bạn giới thiệu nhiều bạn bè, cái hoa hồng nó tăng lên cao thì các bạn được rút nhiều hơn nhé. Hoặc là các bạn chơi lâu ngày thì nó cũng sẽ lên cái level mình thì mình được rút nhiều hơn. Còn hiện tại với level của mình thì mỗi một ngày 24 giờ chỉ cho mình rút là 0,15 TRX nhé. Thì video mình làm đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.